Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng làm tăng tỷ lệ sử dụng thuốc lá, đặc biệt là ở trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ và trẻ em gái. Trước nguy cơ này, Bộ Y tế đề nghị cấm các loại thuốc lá trên vì có hại cho sức khỏe, nguy cơ cao tiềm ẩn và phát sinh các tệ nạn xã hội. Bộ Y tế cho biết tỷ lệ sử dụng các loại thuốc lá mới ở các thành phố có xu hướng tăng, nhất là trong học sinh, sinh viên, giới trẻ. Các loại thuốc lá mới được đưa vào Việt Nam chủ yếu qua đường nhập lậu, sách tay, được quảng cáo khá phổ biến trên mạng xã hội và sử dụng bởi giới trẻ. Vì vậy, quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng phù hợp với xu hướng của các nước trong khu vực, trên thế giới và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Trước bối cảnh các sản phẩm thuốc lá mới có nguy cơ cao, tiềm ẩn và phát sinh các tệ nạn xã hội. Hiện ít nhất 32 quốc gia và vùng lãnh thổ cấm hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá điện tử. Theo các chuyên gia, cho phép thuốc lá mới sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy như tăng nhanh tỷ lệ sử dụng, nghiện nicotine và sử dụng thuốc lá thông thường ở giới trẻ, kèm theo đó là tăng nguy cơ tổn thương phổi cấp và chấn thương do nổ pin thuốc lá điện tử, nguy cơ lạm dụng ma túy. Ngoài ra, có nhiều biến tướng trong quảng cáo khuyến mại thuốc lá mới sử dụng hương vị để thu hút giới trẻ.